này thì đúng giờ hơn chút trễ hình như một phút hai phút hai phút là tại diễn biết sao nó không ăn vô mà giờ mình phải đi kiểm tra coi là nó có chạy vô trong cái cái cái, cái YouTube không nữa nên là có ai có mặt thì uh, xin chào quý vị về điểm danh chút ha à, cũng rất là xin lỗi là tôi cứ làm liên tục vậy đó mọi người cứ coi uh, ai coi được thì coi coi được lúc nào thì coi và không coi lại thì coi sâu cũng được tại vì tôi cũng sẽ tranh thủ hết mọi tình huống để có thể bấm like chứ không quý vị kêu mình là làm biến, không like thực ra là nếu mà có cơ hội có internet mọi chuyện nó trở lại bình thường tôi cũng muốn làm việc bình thường mà quý vị đâu ai muốn không làm việc đâu đó thì à, mưa thì đã tạnh rồi nhà thì cũng đã yên ổn rồi bây giờ mình quay trở lại một chút xíu nữa nha à, nên nhắc tới thầy Thích Minh Tuệ, nhắc tới tỉnh thất bồng lai mà không nhắc tới Thích Nhật Từ E rằng là không có được công bằng cho lắm Cho nên mình vẫn phải nhắc tới ông Thích Nhật Từ Và trong phần nhắc tới ông Thích Nhật Từ thì hôm nay á tôi sẽ đi lướt qua lại những cái phát ngôn của ông Và trong đó tôi cũng sẽ chia sẻ cho quý vị một cái bài viết rất là hay một cái bài viết rất là đáng để đọc, đáng rất là đáng chú ý của trang thư viện hoa sen tại vì này cũng tôi cũng nhờ một một số một số cô chú bác anh chị và kể cả là một số vị có kiến thức về tu về tu tập nữa giúp đỡ tôi tìm kiếm thông tin thì chúng ta cùng nghe cái phát ngôn mà khiến cho cộng đồng mạng bức xúc chút xíu rồi ở oh, đó một cái này rồi mình sẽ cùng nhau bình luận nha quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại thì ở đây đó phật đã ngã bệnh ở tại vườn rừng à, La, sông Thọ Kusinaga và chỉ khoảng hơn một tuần sau đó Đức Phật đã qua đời tại đây. Thì à, trước khi qua đời đó kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả là Đức Phật trải qua một cái cơn đau bệnh khủng khiếp lắm, mà theo dự đoán và suy luận của chúng tôi đó là Đức Phật bị ung thư cuốn bao tử, là ừ. yeah. vì sáu năm tu khổ hạnh đó Ngài bỏ bỏ đói mình tự nhiên ăn và tu sai phương pháp thì đó nó ảnh hưởng đến bao tử cho nên là khi nhận bát cơm cúng dường cuối cùng của lão già làng thôn đà xuất thân từ giai cấp cùng đinh thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm và quá nghèo đây ông chỉ mót cái nấm heo rừng đó chẳng may nấm heo này là nấm heo độc cho nên sau khi ăn vào đó cái cái bệnh bao tử nó bắt đầu quan hành đứa phật và đức phật trải qua cái cơn đau bệnh rất là khủng khiếp đó. À. Vậy thì ở đây vào lúc 80 tuổi Đức Phật đã ở đây đó, ngã bệnh. Mình sẽ chia sẻ kiến thức chỉ liên quan tới kiến thức về Phật giáo thôi. Và thật sự thì khi tôi mà chia sẻ với một số cô chú anh chị đặc biệt là những người mà có kiến thức đó, thì họ có chia sẻ cho một tôi cho tôi một cái bài là Đức Phật diệt độ như thế nào. Thì tôi nghĩ không phải ai cũng có thể đọc những cái bài này nên tôi tranh thủ tôi sẽ chia sẻ với khán giả. Bởi vì ở đây nói về mặt À, khoa học nha Chứ mình không có nói về chuyện là à, Thích hay là không thích Quý hay là không quý Hay là ghét Mà tôi muốn nói về mặt khoa học Sao cái áo này nó cứ làm cho mình có cảm giác mình không đàng hoàng vậy ta à, Nói về mặt khoa học đó Thì ở đây quý vị sẽ thấy rằng là Nó có một cái bài viết là Đức Phật à, Diệt độ như thế nào thì khi mà tôi hỏi uh, những người tu hành đó quý vị biết là tôi lên chia sẻ với quý vị tôi không có nói tầm bậy đâu tôi phải đi hỏi những người tu tập thực sự rồi tôi hỏi là tôi nên đọc chỗ nào để tôi có kiến thức hoặc là tôi muốn biết chuyện này uh, như thế nào đó thì tôi nên đọc ở đâu trong cách kiến thức về Phật giáo vì kiểm chứng và quan trọng hơn nữa là các tài liệu về Phật giáo thì có một cái tài liệu nó liên quan với chuyện những gì đã thực sự xảy ra đối với Đức Phật và phân tích ở trên góc cạnh tôn giáo thì quý vị sẽ thấy là hình tượng của đức phật đó thì mọi người muốn tôi đọc kinh đại bác niết bàn trong trường bộ kinh của tam tạng đây là cái tài liệu mà bên phía phật giáo cho rằng là nó có thể đáng tin cậy nhất về việc viên tịch của ngài sip của ngài Siddhartha Gautama tức là Đức Phật vào khoảng năm năm 563 năm 483 trước Tây lịch và cách tường thuật này đó thì được cho là nó mang tính chất khoa học và nó cũng mang cái tính chất uh, liên quan tới Phật giáo nên tôi sẽ chia sẻ về cái câu chuyện này và trong cái kinh Đại Bác Niết Bàn thì có thể thấy là đưa ra hai nhân vật để uh, so sánh thì một người nhân vật à, thần kỳ có thể đưa chư minh và chư tăng đồng phạm vượt sông hằng được coi là một người mà có thể sống cho tới khi thế giới hoạt diệt nếu có người thỉnh cầu rồi xác định thời điểm thủy tịch tức là biết trước được cái thời điểm mà mình chết thì một hình tượng khác là một hình tượng của một người ở tuổi xế chiều với sức khỏe suy yếu một người suýt mất mạng vì một cơn đau nặng ở trong kỳ an cư cuối của mình tại vesali và những người đối diện với cơn bệnh và cái chết bất thình lình sau khi ăn một món ăn thọ dụng đặc biệt được thí chủ nhiệt tâm dân cúng và những hình tượng này được xây dựng trong kinh đại bác niết bàn cho nên tôi muốn chia sẻ với quý vị để quý vị hiểu là về cái câu chuyện của đức phật đến bây giờ đó trong kinh đại bác niết bàn thì người ta viết lại là đức phật bị bệnh và đột ngột sau khi ăn một món ăn đặc biệt họ gọi món ăn đó là sukaramadava dịch theo tiếng nghĩa đen dịch theo nghĩa đen là thịt heo mềm món ăn này được chuẩn bị bởi thí chủ hào phóng của ngài là kunda kamarabuta tên các món ăn đã được thu hút sự chú ý của nhiều học giả và họ tập trung nghiên cứu thì trong đó thì họ đưa ra một số cái triệu chứng về bệnh tật của đức phật rồi một số cái thông tin về hoàn cảnh mà Đức Phật đã trải qua ở khoảng hơn 4 tháng trước đó và nó có mặt có có ý nghĩa về mặt y khoa. Đây là tôi chỉ mới nhờ dựa vào những người có kiến thức trong tôn giáo và những những trang mà liên quan tới Phật giáo để tôi chia sẻ với quý vị nha. Thì trong cái câu chuyện mà nói về bữa ăn cuối cùng này thì có thể thấy rằng là cái chết của Đức Phật không phải là do thức ăn gây ra mà do ngài có một căn bệnh tiền tiềm ẩn nghiêm trọng cấp tính và các triệu chứng với cơn bệnh cuối cùng đã giết chết ngài viết rất là rõ ha thì trong này đó người ta viết rất rõ là ở đây là thời gian xảy ra là nó có thể thấy là thời gian truyền thống của Phật giáo Theravada thì Đức Phật Lịch sử qua đời là đêm trăng tròn trong tháng âm lịch vi sách cha tức là khoảng từ tháng 5 đến tháng 6 Tuy nhiên thời gian này nó lại không trùng khớp với thời gian trong bài kinh Vì trong bài kinh thì viết là Đức Phật viên tịch sau khi ký kỳ an cư của mùa mưa Và rất có thể thời gian giữa mùa thu hoặc mùa đông có nghĩa là từ tháng 11 đến tháng 1 Thời điểm này nó, 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 nó là thời điểm mà nó khác với lại lịch sử thì ở đây trong bài kinh có hiện tượng là cây sala chỗ hoa trái mùa và khi Đức Phật nằm giữa chúng đó vậy thì ở đây Đức Phật dựa trên tài liệu của phía Phật giáo thì Đức Phật bị bệnh gì bài kinh cho biết Đức Phật cảm thấy bị bệnh ngay lập tức sau khi ăn món Sukara Madava và vì thiên hạ không biết bản chất khoa học của cái món thực phẩm này cho nên người ta coi như đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái căn bệnh của Đức Phật nhưng trong từ sự mô tả của bài kinh thì sự khởi đầu của bệnh diễn ra rất nhanh chóng trong khi ăn ngài cảm thấy có điều gì đó không ổn với thực phẩm và đề nghị chủ nhà đem thức ăn đi chôn, không lâu sau đó ngài bị đau dạ dày trầm trọng và xuất huyết trực tràng. Ta có thể đặt giả định một cách hợp lý rằng bệnh bắt đầu trong khi ngài dùng bữa ăn, làm cho ngài nghĩ rằng có gì điều gì đó bất thường. Vì lòng từ bi với những người khác, ngài đã yêu cầu chôn món ăn. Vậy có phải là thực phẩm là nguyên nhân nhiễm độc của căn bệnh hay không? Có vẻ không phải là như vậy. Các triệu chứng được mô tả không chỉ ra đó là ngộ độc thực phẩm bệnh này tuy cấp tính nhưng có thể gây ra khó có thể gây ra tiêu chảy gây ra máu thông thường ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn không tự phát bệnh mà phải mất thời gian ủ bệnh từ 2 tới 12 tiếng cho nên triệu chứng của ngộ độc thực phẩm phải là tiêu chảy cấp và ói mửa nhưng không có máu một khả năng khác là ngộ độc hóa chất bệnh này cũng sẽ có tác động ngay lập tức tức thời nhưng là ngộ độc hóa chất thường không gây ra chảy máu đường ruột nghiêm trọng ngộ độc thực phẩm với chảy máu đường ruột ngay lập tức chỉ có thể được gây ra bởi các hóa chất ăn mòn như axit mạnh có thể dẫn đến bệnh ngay lập tức đó đây là tôi dùng đúng kiến thức giống như ông thích nhật từ ông đọc trên mạng tôi cũng đọc trên mạng nha quý vị bệnh lét dạ dày tá tràng cũng có thể được loại ra khỏi các danh sách các bệnh có thể có mặc dù thực tế bệnh khởi đầu của bệnh này là nó hiếm đi kèm với bị bệnh đi ngoài đi vệ sinh ra máu lét dạ dày với chảy máu đường ruột tạo ra phân đen Rồi, số kiến thức khoa học bỏ qua một triệu chứng khác có khả năng chống lại khả năng là bị, bị lết dạ dày là bệnh nhân bị lết dạ dày lớn lại thường thường không có sự thèm ăn. Bằng cách chấp nhận lời mời ăn trưa với chủ nhà, chúng ta có thể giả định rằng Đức Phật cảm thấy khỏe cũng như bất kỳ người nào ở đầu độ tuổi 80 sẽ cảm thấy. Với độ tổ tác này, ta không thể loại trừ khả năng Đức Phật có bệnh mãn tính chẳng hạn. Ung thư, lao phổi, nhiễm trùng, nhiệt đới, lệnh, bệnh lị, bệnh thương hàn những loại bệnh đã khá phổ biến trong thời kỳ của Đức Phật căn bệnh này có thể làm chảy máu các bệnh này có thể làm chảy máu được dưới tùy thuộc vào vị trí của chúng rồi ở đây một chẳng hạn một số các triệu chứng như là các tiền sử bệnh trạng của đức phật trong kỳ an cư bởi vì nếu mà bị chảy máu ruột dưới thì bị hôn mê chán ăn giảm ăn chướng bụng nhưng mà các triệu chứng này không được đề cập đến trong các bài kinh bệnh trĩ cũng có thể khiến cho chảy máu trực tràng nghiêm trọng nhưng không chắc rằng bệnh này có thể gây ra đau bụng dữ dội trừ khi nó bị chèn ép nhưng nếu vậy nó sẽ bị khiến cho việc đi lại cản trở nhất là khi đến nhà thí chủ và hiếm khi mà bị bệnh trĩ chảy máu lại dẫn tới là do thức ăn ở đây nhồi máu mạc treo đây là căn bệnh được coi là phù hợp với các triệu chứng được mô tả như đau bụng cấp chảy máu thường bị thấy ở những người cao tuổi và bị gây ra bởi một bữa ăn là nhồi máu mạc treo do bị tắc nghẽn các mạch máu của mạc treo bệnh này có thể làm chết người vì thiếu, mạc, thiếu máu mạc treo cấp tính suy giảm cung cấp máu cho các mạc treo là tình trạng nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong cao mạc treo là một phần của thành ruột liên kết với toàn bộ đường ruột với khoang bụng, một cơn nhồi máu của các mạch của mạc treo thường gây ra việc khiến cho các tế bào bị chết trong một vùng lớn nằm ở đường ruột và kết quả có thể là làm rách thành ruột. Điều này thường tạo ra các cơn đau bụng nặng, đau nặng ở bụng và gây chảy máu, bệnh nhân thường chết vì mất máu cấp. Tình trạng này phù hợp với thông tin được đưa ra trong bài kinh, nó cũng được xác nhận sau khi Đức Phật bảo Anan -an hãy lấy nước để uống. Điều này cho thấy Ngài bị khát rất là mãnh liệt. Trong diễn tiến của câu chuyện, Ananda đã từ chối vì Ngài thấy có nguồn nước không được sạch. Ngài nói với Đức Phật rằng dòng suối gần đó đã bị khuấy đục bởi một đoàn xe lớn nhưng Đức Phật vẫn quyết bảo Ngài đi lấy nước. Một câu hỏi phát sinh lại chi tiết này, tại sao Đức Phật không tự mình đi đến nguồn nước thay vì lệnh cho vị thị giả đang không muốn làm việc này? Câu trả lời thật đơn giản là vì Đức Phật đã bị sốc do mất máu nặng, Ngài không có thể đi bộ và từ đó đến nơi ngài diệt độ, ngài có thể đã được khiên trên kiệu. Đây là tình hình thật sự. Bài kinh vẫn im lặng về chuyến đi của Đức Phật đến nơi diệt độ. Do đó, các tác giả cảm thấy rằng chi tiết này không hay cho hình ảnh của Đức Phật. Về mặt địa lý, chúng ta biết khoảng cách giữa nơi được cho là ngôi nhà của Kunda và địa điểm nơi Đức Phật diệt độ là khoảng 15 đến 20 km. Một bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng không thể đi bộ với một khoảng cách xa như vậy được còn một điểm tranh luận nữa là tại sao à, liệu Đức Phật có thực sự quyết định diệt độ tại thành phố mà có lẽ không lớn nhiều so với một thị trấn như vậy hay không thì dựa trên các cái bài kinh này cộng với các cái diễn tiến ở đây đó thì nhà các nhà phân tích chỉ ra rằng là trước khi qua đời Đức Phật có nói với Anan rằng không nên đổ lỗi cho Kunda là cái chết của ngài bởi cái chết không bị gây ra bởi món ăn sukara madhava tuyên bố này rất đáng chú ý bữa ăn không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết đức phật biết rằng các triệu chứng này đang lặp lại theo kinh nghiệm như của mình có vài tháng trước đó trong một lần phát bệnh gần như đã giết chết ngài và đến thời điểm này sukara madava hay bất kể thành phần hay cách chế biến nào không phải là nguyên nhân trực tiếp cho cơn bệnh đột ngột của ngài diễn tiến của bệnh theo khoa học nhồi máu mạc treo là một bệnh thường tìm thấy ở những người cao tuổi bị gây ra bởi tắc nghẽn độc, mạch, độc động mạch chính cung cấp máu cho đoạn giữa của ruột và phần ruột non. Nguyên nhân phổ biến của tắc nghẽn là do thoái hóa các thành của mạch máu tức là động mạch mạc treo ruột trên gây ra đau bụng nghiêm trọng còn được gọi là đau thắt ngực thể bụng. Thông thường cơn đau được gây ra bị gây ra bởi một bữa ăn lớn đòi hỏi một lượng máu nhiều hơn đến đường tiêu hóa khi tắc nghẽn vẫn còn hiện diện ruột bị mất nguồn cung cấp máu. Điều này dẫn đến nhồi máu hoặc hoại tử một phần đường ruột, kết quả có thể khiến cho thành ruột bị rách chảy máu nhiều vào đường ruột và dẫn đến việc bị tiêu chảy ra máu. Bệnh sẽ tồi tệ hơn khi dịch và những thứ chứa trong ruột đổ vào khoang phúc mạc, gây viêm phúc mạc hoặc viêm thành bụng và khiến cho bệnh nhân tử vong. Các bệnh nhân thường chết vì mất máu và mất các dịch khác nếu không được phẫu thuật chữa trị và dẫn tới sốc nhiễm trùng do độc tố vi khuẩn xâm nhập vào máu. Và từ tử đoán trên thì với các triệu chứng về khoa học thì các nhà nghiên cứu họ cho rằng là ở đây à, nguyên nhân của cơn đau thì có thể dẫn tới cái việc trước đó đức phật bị nhồi máu mạc treo rồi cơn bệnh thứ hai là trong khi đang dùng sukara madava cơn đau không mãnh liệt từ đầu nhưng mà ngài cảm thấy không ổn và sau đó đức phật thấy căn bệnh nó trở nên nghiêm trọng và dừng lại nghỉ ở một cái cây trên đường rồi kiệt sức mất nước cho nên yêu cầu ananda lấy nước uống và có thể thấy là khi mà bệnh nhân bị sốc mất máu mất nước nhiều cảm thấy rất lạnh đây là lý do tại sao mà đức phật bảo thị giả của ngài chuẩn bị nơi nghỉ bằng cách gấp y làm tư và đây là những cái chi tiết mà trong kinh họ phân tích là những người có kiến thức về khoa học phân tích rồi là kiến thức về kinh chứ không phải là tôi nói theo quan điểm của tôi đâu nha quý vị và thông tin này phản ánh rằng đức phật có thể cảm thấy lạnh vì mất máu và đức phật đưa được được đưa vào một nhà nghỉ cho nên các căn bệnh chập chờn như vậy thì ở đây đây là tiến sĩ tỳ kheo metanando là một bác sĩ trước khi xuất gia hiện nay đang sống tại Wat Raya, Ora, Ora Salam, Thái Lan. Và ông đã tham khảo hết từ Kinh Đại Niết Bàn Trường Bộ Kinh 1 Rồi Milada Bát Minh Háp, Milada Vân Đạo Tam Tạng, Bali Việt Rồi Sự Tích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Rồi dựa trên cả cả là Wikipedia luôn Đây là những phần mà được dịch rồi Vậy thì sao ông Thích Nhật Tử không chịu đọc sách hả quý vị? Tôi thấy ông đọc đó, tôi tôi thấy ông nói nó sai tôi phải đi kiếm người để tôi kiếm cái chỗ nào nó có liên quan để tôi đọc đọc xong rồi tôi thấy nó chưa có khoa học lắm thì tôi phải đi hỏi người có kiến thức thì sao ông lên ông trả lời ông nói một cách gọi là vô trách nhiệm như vậy đức phật à bị bệnh ở cái độ tuổi đức phật là đã lớn tuổi rồi đúng không và thực sự là cái chuyện mà ông phân tích như vậy đó mà làm cho tôi có cảm giác là không có một nhà khoa học nào hoặc là không có cái điều mà tôi cảm thấy buồn và là cảm thấy lo nhất ấy, là trong xã hội mà những người có kiến thức những người thực sự cần phản biện ông thích nhật từ thì lại không phản biện ông thích nhật từ họ không phản biện không biết lý do là tại sao họ không phản biện thì tôi không biết nhưng mà có thể là ừ cho ông nói xèm đi Rồi có thể cho rằng là ông muốn nói gì ông nói kệ ông đi ha thì ở đây là những kiến thức căn bản mà tôi tin rằng là nếu mà bất kỳ phật tử nào mà muốn đọc hoặc là muốn tìm kiếm quý vị có thể vào thư viện Hoa Sen hoặc vào các cái trang Phật giáo Và kể cả tôi cũng phải đọc tiếng Anh nữa để tôi coi thì ông nói có đúng không? Nhưng mà ở đâu ra ông nói nó có thể gọi là à, hùng hồn như vậy quý vị. ở tại vườn rừng Tala sông Thọ Kusinaga Đức Phật đã ngã bệnh ở tại vườn rừng Ta uh, Tala Sông Thọ, Kusinaga và chỉ uh, khoảng hơn một tuần sau đó Đức Phật đã qua đời tại đây. thì uh, trước khi qua đời đó kinh Đài Bát Nhất Bạn mô tả là Đức Phật trải qua một cái cơn đau bệnh khủng khiếp lắm. mà theo dự đoán và suy si luận của chúng tôi đó là Đức Phật bị ung thư cuốn bao tử. Tại vì 6 năm tu khổ hạnh á, ngài bỏ bỏ đói mình tự nhiên ăn và tu uh, sai phương pháp đấy. thì đó nó ảnh hưởng đến bao tử cho nên là uh, khi uh, nhận bát cơm cúng dường cuối cùng của lão già làng thôn đà xuất thân từ giai cấp cùng đinh thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm và quá nghèo đây ông chỉ mót cái nấm heo rừng đó chẳng uh, may nấm heo này là nấm heo độc cho nên sau khi ăn vào đó cái cái bệnh uh, bao tử nó bắt đầu quan hành đức phật và đức phật trải qua cái cơn đau bệnh rất là khủng khiếp cái đoạn mà tôi đặc biệt chú ý là ông nằm ở cái chỗ là ông phật tử đó nghèo cùng đinh thiếu kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm có ai đọc trong cái câu chuyện này mà thấy người ta giải thích về cái ông đó không thật sự ở đây nó chính là cái kiểu chuyện gì quý vị đức phật tu sai phương pháp mình sẽ để sau nữa nó còn một cái chuyện nữa gần khúc cuối tôi sẽ nói giờ tôi muốn nói đến chuyện Ông nhận xét về người phật tử cúng dường trước cái đã trong tôi nhớ là trong à, việc mà quy định hoặc là trong những cái tích của phật tử là tôi nhớ là đâu có phân biệt người giàu người nghèo gì đâu Sao trong này ông thích ngật từ giọng mà ông có vẻ mỉa mai và phân biệt người, người nghèo quá vậy? Tại cái ông Phật tử đó có phải ông gián tiếp ông nói tại ông Phật tử đó nghèo cùng đinh Xuất thân từ lần lớp cùng đinh nghèo Thiếu kiến thức nên mới đi dân cái thực phẩm đó Quý vị nghe cái lời đó quý vị có thấy ông đang nhắm tới phần lớp tầng Phật tử nào không? Cusinaga và chỉ khoảng hơn một tuần sau đó Đức Phật đã qua đời tại đây. Thì trước khi qua đời đó kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả là Đức Phật đã Đại... ông cũng nói kinh Đại Bát Niết Bàn mà sao tôi cũng đọc Đại Bát Niết Bàn mà sao tôi ra khác ổng mà sao ổng đọc Đại Bát Niết Bàn mà ông ra khác tôi vậy ta? một cái cơn đau bệnh khủng khiếp lắm, mà theo dự đoán và suy luận của chúng tôi đó là Đức... Đức Phật bị ung thư cuốn bao tử. Là vì 6 năm tu khổ hạnh á Ngài bỏ bỏ đói mình Tự nhiên năng Và tu sai phương pháp rồi. Thì đó nó ảnh hưởng đến bao tử Cho nên là khi Nhận bát cơm cúng dường cuối cùng Của lão già làng Thuần Đà Xuất thân từ giai cấp Cùng Đinh Thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm Và quá nghèo đây Ông chỉ mót cái nấm heo rừng ra. đó rồi Chẳng may nấm heo Quý vị rừng thấy là không? Quý vị thấy rằng là rất là rõ Là cái cái thông tin đó là từ đâu ổng 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 rất là ổng rất là phân biệt mọi người có thấy không ổng rất là phân biệt thực sự ổng rất là phân biệt ông nhấn đi nhấn lại những cái điểm, ông nhấn đi nhấn lại rất là nhiều cái cái chi tiết một phật tử nghèo thiếu kiến thức về thực phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm cùng đinh ông nhắc đi nhắc lại người giàu á là người ta cúng cái người ta dư còn người nghèo là người ta cúng cái người ta có Thiệt sự tôi thấy ở trong cái chuyện cúng dường hay chuyện gì ở bên phật có nói trong hạnh đầu đà thì nói là cúng dường là tùy duyên không có được phân biệt giàu nghèo đi cúng đi khất thực là là đi giao duyên là tùy duyên không có phân biệt nhà giàu nhà nghèo gì dễ để vô cúng hết á nhưng mà cái cách của ông thích nhật từ ông nói tôi nói thật với quý vị ông rất là coi thường người khác đây không phải là lần đầu tiên đâu đây nè ông coi nè ông coi người ta trên mạng xã hội nè đó là là tư duy phản biện À, đặt những vấn đề mà ít có ai dám đặt, cho nên là những cái chủ đề mà họ đầu tư đó thì tốn rất nhiều công sức, thời gian để nghiên cứu và chia sẻ thì không có mấy người hưởng ứng, tại vì á, cộng đồng mạng phần lớn là giới bình dân và giới cảm xúc, cho nên đó, như... cộng đồng mạng là phần lớn là giới bình dân và giới cảm xúc có nghĩa là gì? Bình dân là ít học đó hả? Cảm xúc là không cần suy nghĩ gì đó hả? Là fan cuồng hay là không cuồng hả? ống lựa chọn đám đông cho và cái chuyện này nó xuyên suốt nhất quán trong con đường hành đạo của thích nhật từ nha quý vị những chuyên đề nào đi sâu vào cảm xúc thì đón nhận được thì cho đến hiện nay thì con có sáu ngàn bài giảng sáu ngàn bài giảng về các cái chủ đề khác nhau và và có những cái chuyên đề đã được đó là năm triệu lượt xem 3 triệu lượt xem mấy triệu lượt xem là chuyện bình thường và khi mình làm một cái thống kê nhỏ đó thì những chủ đề nào đi về hướng ứng dụng cụ thể là nhân thừa đón nhận được lượng người xem nhiều nhất còn những bài kinh như kinh trung bộ con giảng là 252 buổi có lẽ là về phương diện này là con là người giảng nhiều nhất tôi dám 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 tin như thế thì cái lượng view đó mỗi một cái một cái bài vậy nó khoảng chừng hai ba chục ngàn là hết rồi à. cái số lượng á các cái chuyên đề kinh con giảng từ Bali cho đến y dị trầm cảm tự tử hầu như không có vấn đề gì không nói tới rồi vấn đề là các khu hành chính biệt lập vân vân À, chính sách nhà nước và v v à, dĩ nhiên là rất dễ đụng giảm à, mà vẫn còn có một cái lượng như thế và con cũng là người đó hứng gạch đá nhiều nhất trong cộng đồng phật giáo toàn cầu bởi vì mình chọn theo cái hướng đó mình phải chấp nhận Con chủ trương à, đi lãnh đạo về cái truyền thông tức là mình đi đầu cái này đó mình phải chấp nhận là lãnh đạo đó đó là cái hướng con đặt ra từ cái bắt đầu cho nên là tất cả những cái thị phi đó họ dành cho con có không có gì gạt đi vì mình đã định liệu sẵn hết rồi Chứ mình sẵn sàng chấp nhận thứ đó Và cứ thẳng nhiên mà đi tới phía trước thôi Chứ không có ngại ngùng bất cứ cái gì Cho đến thời điểm này cũng thế Và cũng không hối hận được vấn đề ta Thì đó là cái cái việc mà con à, Có những cái chuyên đề đã được đó là 5 triệu lượt xem. À, ông Tức là ở đây đó Đối với tôi cái điều nguy hiểm ở chỗ là Ông phân, phân loại quần chúng khi một người lãnh đạo tôn giáo đó họ phân loại quần chúng và họ biết cách khai thác quần chúng và nó đi ngược lại với cái giá trị của tôn giáo anh chị là quý phật tử chẳng hạn anh chị là những người mà à, đọc sách hay là anh chị là những người nghiên cứu kinh sách thì anh chị cho tôi biết thử coi trong sách họ có phân biệt người giàu người nghèo không tôi là đạo công giáo thì trong kinh thánh á, người nghèo mà dân cúng á thì còn được còn được trân trọng hơn kẻ cả là người giàu tại vì họ người giàu là họ làm phúc như nãy tôi có nói là bằng cái của dư còn người nghèo á thì họ dùng cái họ có để họ dân cúng tôi lấy rất đơn giản thôi nếu trong phật giáo gọi chúng sanh bình bình đẳng vậy thì ở đây ông thích nhật từ ông đang làm chuyện gì ông đang làm chuyện đi ngược trở lại với lại trong giáo lý phật giáo là còn gì nữa chuyện ông đang làm nó không có đúng với tôi là nó không nó không hề đúng một chút xíu nào hết á trong kinh thánh nó có chuyện bà quá nghèo mua hai đồng dầu nhớ không là bà, bà dùng hết tài sản bà có để bà dân cúng và ở đây khi mà một người giống như thức nhật từ mà phân loại phân chia giai cấp như vậy thì cái cách thức ổng nhắm tới quý vị nên nhớ ngay trong bài này ổng nói giới ổng nhắm tới là giới tinh hoa trí thức là giới à, doanh nhân tôi không nhớ ổng nói khúc nào nhưng mà nó có một cái đoạn cái trong này thì, nè tôi mở từ từ để cho quý vị nghe cái, 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 cái đối tượng nghe thì tự động cái, cái số đối tượng nó giảm mà. đó ổng phân biệt nhóm đối tượng nghe quý vị thấy không ổng nói rất rõ nè đó mình kiếm cái đúng ngay luôn và trong nước chỉ có ngài từ không mạnh mẽ nhưng mà ngài dùng cái ngôn ngữ đó quá mạnh cho nên đó là nó cũng có những cái dọ ngược và có quyết định không đi trùng hướng những vị đã giảng đó là không giảng theo hướng tình cảm ngọt ngào dễ chịu hay là tiếu lâm hoặc là những cái chuyên đề nó nó bình dân còn nhấn vào hai nhóm chủ đề chính xin lỗi hai nhóm đối tượng chính thôi thứ nhất là chính thức thứ hai là giới quản trị quản trị nhà nước quản trị dân sự quản trị xã hội quản trị nhà nước là lãnh đạo đó quý vị lãnh đạo ổng nhắm vào giới trí thức và ổng nhắm vào giới quản trị nhà nước tức là giới lãnh đạo là nguyễn xuân phúc đó, là quản trị nhà nước đó quản trị làm gì cũng được miễn nắm đầu quần chúng ổng nắm đầu người nắm đầu quần chúng thì ổng sẽ nắm đầu được quần chúng là đó là lý do tại sao Mà ông nói rằng là ông không có nhắm vô giới bình dân Vậy thì những người mà đang ngồi họ Nghe thích nhật từ giảng ở bên dưới Có phải là những người tự cho mình rằng là trí thức Tự cho mình là phần quản trị không Những người mà đang ngồi trong các ngôi chùa của thích nhật từ Có nghe cái câu này không Tôi phát lại cái câu này Để cho chính những người mà nghe giảng Nghe bài giảng của Thích Nhật Từ Nhìn xem thử coi là mình đang đứng Ở trong cái nhóm nào nha Hai nhóm chủ đề chính, Xin lỗi, hai nhóm đối tượng chính thôi Thì với thức thứ hai là giới quản trị đã giảng đó là không giảng theo hướng tình cảm ngọt ngào dễ chịu hay là tiếu lâm hoặc là những cái chuyên đề nó nó bình dân còn nhấn vào hai nhóm chủ đề chính sẽ là đa đó là không giảng theo hướng tình cảm mạnh mẽ nhưng mà ngài dùng cái ngôn ngữ đó quá mạnh cho nên đó là nó cũng có những cái dọ ngược và có quyết định không đi trùng hướng những vị đã dạng đó là không giảng theo hướng tình cảm ngọt ngào dễ chịu hay là tiếu lâm hoặc là những cái chuyên đề nó nó bình dân còn nhấn vào hai nhóm chủ đề chính, xin lỗi hai nhóm đối tượng chính thôi, thứ nhất là chính sách thức, thứ hai là giới quản trị, quản trị nhà nước, hay quản trị dân sự, quản trị xã hội và, và trong đó đó có những người là nhóm trẻ. thì như vậy thì khi mình uh, khu biệt cái cái nhóm đối tượng nghe thì tự động cái, cái số đối tượng nó giảm mà con vẫn còn có cái lượng đông đảo như thế thì con tin rằng nếu chúng tôi khai thác các mạng xã hội và thuê người chuyên nghiệp để làm mình chỉ tập trung vào nội dung còn các cái khâu còn lại là mình phải trả lương. Dạ. Để... Ở đây tôi muốn để cho quý vị nhìn thấy rằng nó không phải là những cái phát ngôn mang cái tính chất là tự nhiên đâu nó là kế hoạch nó là chiến lược nó là việc phân chia tiếp cận với lại mục tiêu rất là rõ ràng ông gọi đó là nhóm đối tượng nhóm người nghe nhóm ông sẽ nhắm vào quản trị nhà nước tức là lãnh đạo quản trị xã hội tức là làm doanh nhân, nhân làm gì cũng được miễn là làm sếp cái này ở trong cái nghệ thuật người ta gọi là nghệ thuật marketing hay người ta gọi là nghệ thuật mà quản quản trị nó có tức là nắm giữ leader của đám đông ổng làm đúng cho ông ấy làm sai nhưng nếu nó là cái phương thức của một người kinh doanh nó là phương thức của một người hoạt động thì tôi không có thấy nó có gì là lạ hết nhưng đây lại là phương thức của một người mà được cho là lãnh tụ tinh thần của tôn giáo thì ở đây ông ấy đi ngược lại với cái triết lý chúng sanh bình đẳng bởi vì nếu ông nắm đầu được ông dẫn dắt được cái câu chuyện mình thấy đó ông dẫn dắt được cái câu chuyện của cái người mà làm chủ đám đông thì đương nhiên nắm chủ đám đông của người này thì cái người cái đám đông của người đó sẽ thuộc về ổng. Đó là chuyện bình thường trong nghệ thuật kinh doanh. Nó là chuyện bình thường trong nghệ thuật marketing, nó không có gì là là lạ hết. Nhưng nó lạ ở cái chỗ là đây là một người làm trong là là một vị lãnh tụ tinh thần, lãnh tụ về mặt tôn giáo. Mà lãnh tụ về mặt tôn giáo nếu đi đúng với triết lý của Phật giáo, kể cả, cả là đối với triết lý của các tôn giáo khác thì mọi người đều bình đẳng như nhau mà. Đức Phật còn không phân biệt sang hiền giàu nghèo thì tại sao ổng lại phân biệt sang hiền giàu nghèo? Và cái tâm lý này người ta gọi là tâm lý phân biệt đối xử. Và tâm lý phân biệt đối xử đó đó nó được thể hiện ở cái chỗ tôi còn một đoạn nữa mà tôi quên mất đoạn nào cái đoạn mà ông phạm nhật vũ em trai của phạm nhật vượng mà ông lên ông khen ông phạm nhật vũ em trai của phạm nhật vượng là tội phạm hối lộ tham nhũng đó thì lúc đó mình mới mình mới thấy thực sự là đất nước mình nó mạt pháp thì khi tôi nghe tôi tôi nghe đó ngoài chuyện là tôi phân tích ông nói về chuyện có đúng phật pháp hay không thì thực sự tôi muốn xem cái nhìn của ông nó tác động như thế nào đến với xã hội thì trong các bài phát ngôn của Thích Nhật Từ á, Nó có nhiều điểm đáng chú ý Điểm thứ nhất là ông nói Đức Phật tu sai phương pháp Vậy ai tu đúng phương pháp Phật đéo ta gọi Đức Phật là Đức Thế Tôn Mà kêu là Đức Thế Tôn tu sai phương pháp Dẫn tới hậu quả luôn Ừ Thì ông khen bà Nguyễn Phương Hằng là Phật sống đó ổng khen bà nguyễn phương hằng là phật sống là bây giờ ổng nếu ổng ông, đó là phật sống của ổng thì nhìn lại những chuyện mà bà nguyễn phương hằng đã làm thử thật sự tôi muốn để những cái ví dụ này lên là để cho quý vị nhìn thấy cái bản chất của thích nhật từ để cho quý vị nhìn thấy cái bản chất của một con người mà ở đó người ta gọi là giàu thì đội nghèo thì đạp thượng đội hạ đạp cái thái độ quý vị có thấy cái mặt ổng lúc mà ổng khúm núm khúm núm đứng gần con gái của Nguyễn Xuân Phúc không? Ai? Cái đoạn video clip mà ổng cố tình bằng mọi giá mọi cách để ổng đi đánh bản quyền tôi đó, quý vị có biết không? Quý vị có nhớ cái clip đó không? Tội tôi kiếm lại đã cho Cái thái độ của ổng mình nhìn nó mạc hèn nó nghèo hèn mà nó mạc rẹp cái kiểu gì đâu á ổng theo kiểu là đây là con gái của ái nữ của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mà nhìn cái mặt nó bần gì đâu luôn á đây nè à. Ở đây là ai nữ của à. thành khích đây là ai nữ của thành khích đây là ai nữ của thành khuyến khích ông này tôi nghĩ chắc á, là cái số ổng kiểu giống như ổng kiểu là ổng cứ là oan gia ngõ hẹp với tôi lắm á chứ cái clip này ổng để mấy tháng rồi đâu có ai moi móc gì ổng ra đâu mọi người cũng chỉ moi cái này á, là khán giả của mình em một em khán giả của mình đưa ra chị có chuyện xây chùa nè nhưng mà nó chỉ nghe tới khúc tiền thôi còn tôi nghe tôi có cảm giác tôi xem cái clip này chắc nó có chuyện gì đó ổng mới để nó lên khi mà mình soi vô nó lại lòi ra ái nữ của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và cái keyboard nó nằm ở chỗ này nè quý vị cái keyboard nó nằm ở cái chỗ là ái nữ của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mà cũng tại cái keyboard này mà tôi giờ lên bờ xuống ruộng vì sao vì chồng của của cô này và vẫn đang làm trong tổng cục thuế luôn là làm làm chức rất là lớn vẫn còn đang đương chức Mặc dù Nguyễn Xuân Phúc thì mất chức về vườn vì tham nhũng rồi Nhưng mà chồng của cô này vẫn còn đang ở và đang đương chức luôn Mà thời điểm giới thiệu này là ông Nguyễn Xuân Phúc không còn làm chủ tịch nước nữa Mà ông vẫn giới thiệu là ái nữ của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Quý vị ghê không? Bởi vì ông Nguyễn Xuân Phúc là người đã cùng ông Huyền Diệu Tôi xác nhận thông tin này luôn Ông Nguyễn Xuân Phúc là người đã cùng ông Thích Nhật Từ tới gặp ông Huyền Diệu Sư ông Huyền Diệu ở bên Ấn Độ để đặt vấn đề về chuyện họ xây chùa Họ chính thức thông báo là họ sẽ có chùa của giáo hội Phật giáo Việt Nam ở bên ấn độ cho nên họ giới thiệu này nó cũng không có gì là lạ lùng cả và từ đây cái chỗ này quý vị sẽ thấy đó ông coi thường à, phật tử nghèo cũng đúng thôi ông coi coi thường phật tử à, cùng đinh cũng đúng thôi tại vì phật tử không thể nào có đủ tiền để đi tham dự phật tử cũng không có đủ tiền để đi tham dự vào những cái chuyến à, du lịch tâm linh đã mà do ông quảng báo quảng cáo quý vị mở ra quý vị sẽ thấy đó là chùa giác ngộ đạo phật ngày nay họ đang quảng cáo chương trình họ có chẳng quảng cáo chương trình hành hương ấn độ nepal hồi tháng 3 của năm 2024 Hồi đầu năm nay nè tôi đặt câu hỏi khi tôi đọc xong những cái chuyện đó tôi đặt câu hỏi ủa chùa hay giáo hội phật giáo việt nam nó là một tổ chức hay nó là một công ty có đăng ký mã số thuế rồi có nộp thuế khi mà tổ chức các hoạt động du lịch nước ngoài hay lúc đó mình đặt câu hỏi là công ty đạo Phật ngày nay tổ chức tour đi du lịch kiểu nào? Và thậm chí ông tổ chức tour các các cái tour khác họ bán tour đi Ấn Độ là khoảng 7 ngày là 25 triệu đồng một khách thì bên phía bên phía đạo Phật ngày nay họ bán là 14 ngày mà 43 triệu đồng. Đây là cái hình thức gọi là kinh doanh không kiếm người ta không có điểm để người ta so sánh đó. Rồi bắt đầu từ đó lách luật nằm ở cái chỗ là gì? ổng dùng đúng cái tư cách pháp nhân là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại vì xin lỗi quý vị là tôi ngồi ở trong này tôi không có thể nào mà bấm cho quý vị, tôi không có chèn những cái đó lên cho quý vị coi được. Nhưng mà đây. Nó trong này nè. Mình ngồi mình xem mình thấy ổng 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 nhìn cái chùa đó. Ổng làm cái 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 chỗ đây nè tôi để cho quý vị coi ông quảng bá cái cái tour này này mình càng tìm vô cái đường dây của ông này mình càng thấy thiệt sự ghê gớm thì cả gia tộc cả dòng họ cả họ hàng đây đây nó... đây thì coi mở nó ở chỗ nào cho nó ra đây cho mọi người xem chứ đây nó không có bị chạy chạy mở đây là tiền như vậy có đi đâu khủng bốn mấy triệu đối với lại người gì, người giàu ở bên Việt Nam thì có khoảng 2.000 đô đâu có khó khăn gì đây họ ông quảng cáo trên này nè thầy thích nhật từ dẫn đoàn đàng hoàng nha và ở chỗ này là ông dùng cái gì cái tư cách pháp nhân để đi quảng cáo là giáo hội Phật giáo Việt Nam chùa giác ngộ số 92 Nguyễn Chí Thanh phường 2 quận 10 có website luôn có chùa có email luôn tức là lấy giáo hội ở đây là tổ chức tôn giáo có tư cách pháp nhân làm bình phong cho chùa giác ngộ là cơ sở tôn giáo trực thuộc tổ chức tôn giáo nhưng nó không có tư cách pháp nhân và phi thương mại để ghép vô công ty đạo Phật ngày nay liên doanh đứng chung để tổ chức kinh doanh du lịch đây là cái trò rất là trí trá trong việc kinh doanh tại vì mượn danh nghĩa tôn giáo làm ăn lách luật làm sao cho hợp pháp về thuế này là công ty đạo Phật ngày nay là có mã số thuế kinh doanh nha quý vị đọc sơ qua thì mình thấy là chùa giác ngộ tổ chức du lịch, còn cái hướng dẫn viên của cái, tư, cái cái tour này là thích Nhật Từ là người dẫn đoàn. Thì chùa giác ngộ sẽ phải dán cái nhãn này vô. Thực sự tôi còn đang đi kiếm một cái 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 này thì nhờ một số khán giả đặc biệt là các anh chị nào mà làm cục thuế đó hoặc là các anh chị nào mà có thể tra cứu thông tin nó kiếm giùm tôi cái nhà hàng chay giác ngộ. Tại vì cái người đứng tên giám đốc nhà hàng chay giác ngộ là ông ông nguyên ngộ phúc nguyên ngộ nguyên phúc gì á ông này tôi đang nghi ổng là bà con với thích nhật từ mà tôi kiếm không ra được cái tư cách pháp nhân của nhà hàng chay giác ngộ vì các nhà hàng chay khác thì mình đều kiếm ra là cơ sở ăn uống cơ sở kinh doanh hết nhưng chỉ riêng cái nhà hàng chay giác ngộ không biết đứng với cái công ty gì tôi kiếm không ra mà nhà hàng chay mà quý vị nghĩ là có thể đóng góp mười mấy tỷ đồng để xây dựng chùa nó nó tiểu gì nó cũng không đúng về mặt luật pháp hết á. Và ở đó là trong này có tôi hỏi quý vị có bảo kê là con rể của Nguyễn Xuân Phúc làm ở cục thuế. Ở cục thuế trung ương nữa. Thì làm sao mà bị rờ tới? Cho nên ở đây chỉ chơi với người có quyền, chỉ chơi với người có chức, chỉ chơi với người giàu thôi. Còn người nghèo là nguyên nhân. Nếu trong cái bài mà ổng nói thì chúng ta thấy có phải người nghèo là nguyên nhân làm cho đức phật bị sinh bệnh không quý vị quý vị nghĩ xem thử coi nếu mà nói theo lời của ông thích nhật từ thì có phải là người nghèo không tại phật tử cúng dường phật tử nghèo quá phật tử cúng dường cho nên làm đức phật chở bệnh chứ gì nữa hay là tôi suy diễn hay là tôi suy diễn quý vị quý vị nghe cái nguyên cái đoạn hồi nãy quý vị có nghĩ giống tôi không thật sự ổng rất là phân biệt ổng rất là phân biệt đối xử ở đây anh chị đừng có nghĩ rằng là là cái chuyện tổ chức tour này là lừa được mấy người hưu trí anh chị nghĩ nó đơn giản quá xin lỗi anh vũ mạnh như vậy là quá đơn giản hưu trí nào mà đi trong đó móc vô đường dây với thích nhật từ anh chị nghĩ tới chuyện lừa được vài người hưu trí xin lỗi anh chị Nghĩ như thế là quá đơn giản Nghĩ vĩ mô lên Đi vô du lịch chung với một đường dây của Thích Nhật Từ Là có vừa có thanh thế Vừa có cơ hội Tạo dựng cơ hội Tạo dựng network Tạo dựng mối quan hệ làm ăn Nó là một tổ chức mafia Chứ đâu ra mà hưu trí Hưu trí nào mà đi đi với Thích Nhật Tử Đã gọi là đường dây làm ăn Sử dụng uy tín tới của cả con gái của Nguyễn Xuân Phúc sử dụng uy tín của Nguyễn Xuân Phúc mà kêu là hưu trí góp tiền đi du lịch nghĩ vĩ mô lên sẽ kêu gọi góp vốn đầu tư sẽ kêu gọi chuyển sang đầu tư vào cái hình thức kinh doanh này mà ông thích nhật từ bộ ông ổng chơi với hưu trí à ổng chơi với hưu trí ổng à, đã nhắm vô cái tầng lớp của ổng là gì là người có là người là người tầng lớp trí thức và tầng lớp được gọi là quản trị mà anh chị nói là hưu trí hưu trí nào mà đi trong này chưa chắc gì anh chị có tiền mà anh chị có thể đi chung trong những cái tour đó à chưa chắc gì anh chị có tiền mà anh chị có thể đi chung những cái tour do thích nhật từ dẫn đoàn tôi nói thật không phải người bình thường nào cũng có tiền đâu có thể đi đâu anh chị không tin anh chị tới đăng ký thử coi kiếm thử coi anh chị nào có tiền nó thử đợi một cái tour nào phụ tôi làm thử công tác làm thử phóng sự điều tra này thử coi nếu anh chị có tiền chắc gì họ cho anh chị đi họ phải check background của anh chị đàng hoàng anh chị thuộc nhóm nào tổ chức nào công ty nào anh chị có doanh nghiệp hay không có phải coi anh chị có lùa anh chị được hay không chứ anh chị nghĩ bộ có tiền bỏ ra đi du lịch được sao tôi có tiền bỏ ra đi du lịch ta không đi mấy tour khác 7 ngày rẻ hơn hay sao phải đi qua tour của chùa giác ngộ đi trong đoàn này đó là phải có thứ nhất có thân thế có quan hệ và ngoài cái chuyện đi cái chuyện này đó là la là để làm ăn là để mở rộng cái network của mình ra là để tạo dựng thêm quan hệ để lấy sự quen biết đã từng đây là chính là cái nơi mà người ta gọi là cái môi trường lobby đó chứ không phải có tiền là muốn bỏ tiền ra là đi du lịch đâu chắc gì anh chị có tiền mà anh chị tới nộp cho cái tu đó mà họ cho họ sẽ từ chối khéo với cái lý do là gì là đủ chỗ rồi không có đủ không có chỗ để đi đâu một một đoàn đó chỉ được đi được chừng mấy chục người anh chị nghĩ họ làm giàu bằng cái chuyện là thu tiền mấy chục ngàn đó từ mấy con người kìa mấy con người à mà lùa để làm gì để lấy tiền của anh chị mấy chục triệu đó là lùa à không có lùa, họ không có lùa kiểu đó vì anh chị không có tiền thì mình mới nghĩ như vậy thôi họ nhắm tới cái cao hơn cái lớn hơn là quản lý quản trị xã hội họ nhắm tới cái cao hơn là để thâu tóm nguồn chúng Chứ tôi hỏi anh chị một chuyến đi 43 triệu họ lời mỗi người được 20 triệu một, một, một tour đi họ lời được vậy họ làm ăn kiểu đó à mà trong khi phải dùng tới thanh thế của con gái nguyễn xuân phúc dùng tới thanh thế quan hệ của nguyễn xuân phúc mà họ kiếm tiền kiểu đó à năm tổ chức được bao nhiêu chiến thích nhật từ dẫn đoàn mà nghĩ là tầng lớp khu trí dễ lùa gà sai rồi đó là suy đoán phần chủ quan nằm ở ở nhận xét vi mô thôi còn ở đây để mở rộng quan hệ tại sao tự nhiên ổng lại giới thiệu đây là con gái của ái nữ nguyễn xuân phúc tự nhiên hả hay là tự tự buộc miệng chơi không phải đâu và đừng có suy nghĩ đơn giản như vậy bởi vì đây nên nhớ là môi trường làm ăn đây là môi trường làm ăn thay dựng thanh thế tạo dựng quan hệ cơ hội lùa gì mấy ông bà hưu trí ở trong nấy và mình khi mình xem xét những cái tình huống như vậy đó Mình nhìn lại đám đông ngồi bên dưới Thực sự Cái chuyện ông thích nhật từ Thì nhiều người chủ quan nghĩ rằng là Ờ, ổng như vậy mà người ta vẫn nghe ổng như vậy mà người ta vẫn còn tin Ồ ờ, sao dân trí mình thấp quá Là bởi vì sao Bởi vì cái lợi từ trong các ngôi chùa đó Hoặc là cái lợi từ những mối quan hệ Cái việc đứng bên cạnh xuất hiện chung với Thích Nhật Từ Nó vẫn còn rất lớn mà ở đó nó giúp cho người ta có thể là có thanh có thế có công an việc làm có thể tạo dựng ra nhiều mối quan hệ nên tôi mới gọi đây chính là mafia mà ở đó tôi chỉ muốn tập trung là để cho quý vị nhìn thấy những cái phát ngôn như vậy đó những cái phát ngôn coi thường luôn cả đức phật đức phật tu sai phương pháp cái đó phải xúc phạm đức phật không tôi hỏi quý vị là đức phật tu sai phương pháp là phải xúc phạm đức phật không Vậy sao không ai đứng ra bảo vệ đạo Phật hết Không ai đứng ra bảo vệ chánh pháp vậy Đúng không Mình để đến tới tầm của mức thích nhật từ rồi Mà còn định đi góp gió thành bảo lần 10 triệu 20 triệu Từ các cụ già hưu trí Quên đi Thích nhật từ không phải chỉ đi lùa gà để lấy tiền của người ta đâu Nó làm ở chỗ tầm khác Mình nghĩ cho nó lớn lên anh chị Mình mới thấy nó nó Mình mới thấy nó Nghiêm trọng Còn nghĩ đây cũng chỉ là chuyện tổ chức Kinh doanh bình thường Thì nó còn nhỏ lắm Chút xíu vậy à Tổ chức kinh doanh bình thường thiếu gì cách ổng không làm Mà ổng lại phải làm như vậy anh chị thử kiếm một cái đoàn anh anh không tin anh anh không tin anh kiếm anh nhờ đi anh chơi anh nhờ những người nào mà anh cho lần có tiền có thể thử thử một cách đi anh thử anh chị anh thử thử kiếm thử coi ổng không phải nhắm vô những người để đăng ký đi tour du lịch này ổng phải tìm kiếm cái nguồn đầu tư mà cái nguồn đầu tư đó nó phải đến từ cái chỗ là sinh lợi nó phải thành mạng lưới sinh lợi có nghĩa là tôi có lợi anh có lợi cộng sinh cộng hưởng ra Cho nên mới có chuyện là mặc dù Nguyễn Xuân Phúc đã về vườn rồi đó Nhưng mà không mất hết quyền lực vẫn còn ở lại rất mạnh Và vẫn còn kéo dài tới anh chị nghĩ cái chuyến đi này nó có thể là Giúp cho ổng có một lần kiếm được tỷ 2 tỷ gọi là tích gió à Đúng không? Tích gió thành bão hay tích đại bảo thì thành bão gì hả? Không phải ở đây không phải là không ai có thể lật ngã ổng được mà là người ta có muốn làm hay không thôi làm sao không làm nếu ta không lật ngã ổng được sao ổng phải thân chinh ra ngoài bắc gặp thích chút thái minh sao không có có chứ sao không có chỉ là đám đông còn lại có bao nhiêu người họ kiên trì với chuyện này quần chúng kiên trì với chuyện này thôi mà trước khi á chỉ mặt ổng thì phải chỉ ra đám lâu la xung quanh ổng chuyện đó chúng ta đã làm một khoảng thời gian dài rồi nên khi với những cái bài mà những cái phát ngôn của thích nhật từ mà đặc biệt xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của giáo hội phật giáo việt nam đây là những cái phát ngôn xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của phật tử nè mà tôi nhìn thấy người ta không có khai thác người ta chỉ bức xúc theo kiểu là ừ ông này ông phát ngôn theo kiểu sàm tăng ông này ông phát ngôn theo kiểu thợ tu ông này ông chỉ phát ngôn theo cái kiểu giống như là nói chơi cho vui thôi thì tôi thật sự cảm thấy nó tiếc cảm thấy nó nó rất là đáng tiếc nó đáng tiếc ở cái chỗ là người ta đánh giá nhẹ và xem vấn đề nó chưa có chính nó nó, nó nó xem vấn đề nó chưa có trầm trọng đánh giá vấn đề nó còn nhẹ ở cái chỗ chỉ là cá nhân của thích nhật từ còn đối với tôi thích nhật từ chỉ là một mắt xích trong một cái chuỗi mà chuỗi đó nó phục vụ cho lợi ích chung của đảng cộng sản đó chính là tập đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam Nhiều cô chú anh chị cứ nói rằng là Mình nói lòng vòng mình không chịu nói tập trung Không phải với người Việt Nam họ không nhìn thấy Từng mắt xích thì mình phải mổ xẻ Mổ xẻ để họ biết rằng là họ phải có phản ứng từ chỗ nào Từ bước 1, bước 2, bước 3 nó ra làm sao Chứ không có tập trung dồn vào để đi chửi Không có tập trung dồn vào để nói từ xưa giờ ví dụ mình nói cộng sản ác từ ai cũng biết ác rồi đó ác từ thời cải cách ruộng đất ác từ thời nạn đói ác từ xưa đến giờ rồi đó nhưng giờ họ không thấy ác nữa thì tại vì sao tại vì nó đã thay đổi rồi đổi lốt rồi tinh vi nhiều hơn rồi và nếu mà mình tập trung vào các cá nhân thích chân quang thích Trúc thái minh thích nhật từ cũng làm nhiều mắt xích trong một đường dây mỗi mắt xích sẽ có một vai trò khác nhau mà ở đó mắt xích nào nếu bị xem là điểm yếu nhất một sẽ tìm cách bảo vệ mà không bảo vệ được thì cho mắt xích đó bung luôn nhưng bung cũng bung đúng bung có lựa chọn bung tới cái mức mà chỉ tới đó là được phép thôi không được bung nữa cụ thể trường học của thích chân quan đến giờ có anh chị nào nhà báo nào dám chất vấn nhìn tôi tiếp theo bộ giáo dục sẽ làm gì trường đại học luật sẽ làm gì sau khi các thông tin anh chị phân tích cho cố rồi đó bây giờ tiếp theo là gì ở các xã hội khác nếu mà không phải như vậy, dân học luật họ sẽ đứng lên họ phản đối. Học sinh viên trường luật họ sẽ đứng lên họ phản đối với trường hợp của Thích Chân Quang và cụ thể xuất phát là ngay tại cái ngôi trường cấp bằng là trường Đại học Luật Hà Nội. Đại học Luật Hà Nội có sẽ có sự hưởng ứng từ phía Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có giới trí thức ở trong các cái khoa luật của các trường khác, ví dụ kinh tế chẳng hạn chúng tôi không chấp nhận với việc lợi dụng học thuật chúng tôi không chấp nhận với việc dễ dãi trong cấp bằng làm xấu đi làm ảnh hưởng tới vai trò của người học luật đó là một xã hội dân chủ họ lại sẽ làm như vậy còn ở Việt Nam lên được vài bài tới được vài bài rồi xong rồi đó hết rồi đó trường hợp của thích chân quan là một trường hợp ví dụ do trường hợp của thích Trúc Thái Minh chẳng hạn lên bài tới đó báo chí được bật lệnh im không nói nữa nghe đủ rồi nghe rồi nếu ở các quốc gia dân chủ đó thì ví dụ như là hội nạn nhân chất độc màu da cam nè, hội các cựu chiến binh nè, rồi các hội nữa sao không rầm rộ lên. Ở đây chả phải vì sợ ba ba một. Mà ở đây họ quen dần với cái chuyện là không có người này sẽ có người khác. Và họ chấp nhận cái chuyện đó, không phải là vì họ sợ. Mà họ bằng lòng với thứ Được cho phép Tức là nói tới đó được thôi Nói nữa Thì trả được lợi ích gì Tức là đặt lợi ích của mình lên trên chuyện nói Ngược trở lại ở bên nước ngoài Những người ở bên nước ngoài Cộng đồng ở nước ngoài này Vốn dĩ nếu thật sự Hiểu được tiếng nói của mình giúp đỡ cho những người trong nước Thì họ sẽ làm phần còn lại Chứ không phải chỉ ngồi chửi và chửi họ sẽ không chỉ lên nói cho người ta nghe tức chửi xong rồi chia ra làm hai phe một phe là phản động một phe là phe chính phủ mệt ở đây đó thật sự đối với tôi năm nay tôi bắt đầu tôi cũng suy nghĩ nhiều về chuyện mình sẽ phải tập trung vào việc viết báo cáo mình sẽ phải tập trung vào đưa giải pháp mình sẽ phải tập trung vào hiến kế nhiều hơn bởi vì tất cả các báo cáo, tất cả các hiến kế phương giải pháp của tôi Ít nhiều tôi đều nhìn thấy nó có sự tác động tích cực hết Mà khi nó tác động tích cực thì chắc là mình phải tập trung để làm chuyện này Và tôi chỉ hy vọng rằng là những người Những người mà ở nước ngoài á Họ hiểu rằng là Thời thế nó đã thay đổi rồi Tình huống nó cũng đã thay đổi rồi Và mọi thứ nó cũng đã thay đổi rồi Chỉ là chúng ta tận dụng cái bầu không khí mình có tận dụng cái cơ hội tìm kiếm kiến thức mình có để giúp những người bị kẹt lại những người đồng bào của mình nó theo kiểu nào thôi chứ còn mình ở bên ngoài mình cũng theo view theo like theo trên mình cũng đi theo các à, chủ đề à, họ thả ra cho mình đi theo mình không đi sâu vào mình không đào sâu vào những chuyện mà họ đang muốn giấu giếm thì thiệt sự đối với tôi nó phí và nó uổng là người trong nước họ không dám mình không bị giới hạn gì hết thì mình chửi để làm cái gì chửi hoài nó cũng mệt chứ chửi chửi nó không tạo ra sự thay đổi vạch trần nó mới tạo ra sự thay đổi chứng minh nó mới tạo ra sự thay đổi và tôi biết ơn tất cả các quý vị là mặc dù cái đường này cái nỗ lực này cái uh, đoạn uh, cái nỗ lực này đó nó chụp dù là đơn độc đi chăng nữa thì tôi cũng mong rằng là chúng ta sẽ giữ chặt tay nhau bởi vì nếu mình chỉ xem thích nhật từ là một cá nhân một hiện tượng thì nó khác với việc mình xem thích nhật từ là đại diện của giáo hội phật giáo việt nam quan điểm của thích nhật từ là quan điểm của giáo hội phật giáo việt nam nếu giáo hội Phật giáo Việt Nam không xem quan điểm của thích nhật từ là quan điểm của giáo hội Thì chính giáo hội phải đủ dũng cảm để cắt bỏ, để chặt bỏ những khối u, những khối hoại tử như là thích nhật từ Thay vì tìm cách đổ lỗi cho các cá nhân khác không tu theo giáo hội Phật giáo Việt Nam là làm xấu đi đạo Phật Thì phải dũng cảm loại bỏ khối hoại tử giống như thích nhật từ Thích chúng ta mình hay thích Trần Quang Bởi vì đó chính là các cá nhân làm xấu đi bộ mặt của giáo hội Phật giáo Việt Nam và quần chúng đang chấp nhận với cái chuyện là Họ cho phép mình chỉ được tới đó thôi Chứ không cho không đòi hỏi để đi thêm nữa Không ai có quyền giới hạn chuyện đi Chuyện đòi hỏi của quần chúng hết Và ở đây đó Là khi người ta tung hôn thích nhận từ Tôi chỉ mong mọi người nhớ rằng ổng là một con người Thứ nhất, rất phân biệt đối xử xem người nghèo không ra gì cả quân chúng của thích nhật từ là những người được cho là có tiền là lãnh đạo quân chúng của thích nhật từ phải là những người có thể nắm đầu đám đông vì nắm đầu được những người nắm đầu đám đông là nắm là gián tiếp nắm đầu đám đông và nếu ở bên dưới đám đông cũng chấp nhận thì tôi phát những chủ đề này để cho những người ngồi nghe thích nhật từ Nói đó xem thử mình có phải là một trong những người được coi là tầng lớp cùng đinh thiếu kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm Rồi à, không có kiến thức rồi mới dẫn tới các hiện tượng khác hay không Để từ đó biết lâu nào đó tự nhiên đùng sáng ngủ dậy giật mình Tỉnh thức, thức và không còn bị u mê nữa là tại vì Ủa mình đâu phải là người mà ổng nhắm tới Mình đâu phải là người được ổng tôn trọng đâu Vậy thì nếu mình không được tôn trọng mình có nhận ra là mình bị xem thường hay không Vì lý do đó nên tôi nỗ lực làm hết tất cả những chuyện này và cũng rất là biết ơn quý vị vì đã luôn đồng hành trong chặng đường này cho nên chương trình livestream ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 7 giờ tối tức là sau 4 tiếng nữa ha 3 tiếng 45 phút nữa để xem thử hôm nay mình sẽ làm được mấy cái nhờ mình phải làm tiếp chuyện quan trọng cần làm ở ngoài và hy vọng là mọi người sẽ có giờ đi ngủ ai đi ngủ thì cứ đi ngủ xong tối nay ai đang chuẩn bị ăn tối thì tiếp tục xem mình và chúc các khán giả tại việt nam ngủ ngon nha cho đi ngủ trẻ vậy thôi chứ mai cũng vẫn phải dậy sớm đi làm mà đúng không mai cũng mới là thứ bảy ai còn đi làm vẫn sẽ làm nên là hôm nay quý vị có mãn nhãn chưa ạ à? là tại vì tôi không có lầm biến ha có thời gian online thì vẫn online với quý vị tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đó nhà vẫn chưa có điện không biết ngày mai có điện chưa thì không biết nhưng mà giờ đến tận hôm nay thì vẫn chưa có điện cho nên lúc nào có điện thì cứ vui trước đi cái đã bye bye quý vị hẹn gặp lại quý vị nhé